Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bây giờ hắn đã hoàn toàn rơi vào mơ màng rồi. Thiếu niên, ngươi hãy khuyên bảo hắn một chút đi. Khuyên bảo như thế nào đây? Tâm tiên nhân mạnh nhất của thế giới này chính là ở trên người của mình. Đối với hắn mà nói, khuyên bảo của mình giống như là nhà giàu nói với người nghèo. Phải nhìn thoáng một chút, người nghèo một chút cũng không có gì. Nói lời nào cũng đều giống như là đang khoe khoang. Não trình. Đối với ngươi mà nói, lấy được thiên hạ có độ khó hay không? Nếu như không có thiên tử, cổ thần những quái vật này cản đường, độ khó lấy được thiên hạ có lẽ là đơn giản. Giống nơi này nhặt chân châu ở trên mặt đất. Có cô ta giúp người, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, Giang Sơn quả thật là dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì quá dễ dàng. Ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa quá lớn. Ta có theo đuổi càng xa hơn. Nếu so với làm hoàng đế của Hoàng Triều Phong Kiến, càng theo đuổi xa hơn. Là lấy được nhiều vợ hơn. Cái này là mục tiêu nhỏ kèm theo. Lão Trình, ngươi là một tên năng nhăng. Đường đường là Minh Ngọc Công Chúa, làm nhỏ thì thôi đi. Ngươi còn muốn cưới thêm vài người. Nhất Chi Đào thì thôi đi. Tiểu thích khách bên cạnh Uyển Nhi, ngươi và cô ta còn không phải là cũng có quan hệ hay sao? Đậu xanh, đừng có nói lung tung. Ngươi thật đúng là lăng nhăng, có xứng với muội muội của ta hay không? Ta sẽ tố cáo với Uyển Nhi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, đừng có nói. Lăng nhăng chính là tiểu tử ngươi, mà còn đi tố cáo cái gì chứ? Ta và những hoa kỹ kia đều là quan hệ giao dịch tiền bạc. Ném ngân lượng ra, chơi xong thì xem như xong chuyện. Đâu có giống như là ngươi, gặp một người là yêu một người, còn đem từng người về nhà. Uyển Nhi, Uyển Nhi, câm mồm. Còn nài nhải, ta sẽ đem chuyện giả gái để lừa tiền tài của người khác ra nói, để cho cả bách tính Trường An này đều biết. Được thôi, chuyện càng rộng càng tốt. Loại thành tựu này không phải chó mèo gì cũng đều có thể đạt được. Hơn nữa, chuyện này truyền ra ngoài, đại ca của ta sẽ càng không nghi ngờ ta. Mẹ nói chứ, người này sao lại mặt dày như vậy? Ra sức đề sướng. Uyển Nhi mau qua đây. Sao vậy ca ca? Không có gì, ta và Lục Tử chơi đùa mà thôi. Tiểu tử thối, ngươi làm thế nào mới chịu tha cho ta đây? Rất đơn giản, để trao đổi, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Chuyện gì nói? Trước tiên đuổi Uyển Nhi đi. Được. Không sao, chúng ta chỉ là đang trêu đùa thôi. Mọi lui xuống trước đi, để ta và Lão Trình nói chuyện một chút. Chúng ta nói một vài chuyện giữa nam nhân, ví dụ như là đồ nữ mà Lão Lục thích mặc nhất là loại như thế nào. Không sai, Lão Trình cũng muốn thử đặc biệt đến hỏi ta. Cái gì vậy? Được thôi, nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Lão Trình, để ta gặp tiên nhân sau lưng ngươi đi. Là ảo giác do ánh sáng tạo thành. Không, mình không nhìn nhầm, trên người của Lão Trình xuất hiện một bóng người màu vàng.